có nhu cầu rất lớn. Vì thế dòng máy này được đa số mọi người quan tâm. Bên cạnh đó là dòng máy gearshift được hãng Husqvarna đưa vào thị trường Việt Nam đã lâu và đã thành công bởi những tính năng thích hợp cho một nơi có khí hậu ôn đới. Đi kèm với máy thì gồm có những thiết bị đó là nam và xích và các bộ phận như tháo nắp hay là sách hướng dẫn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nắp máy. Đầu tiên thì chúng ta tháo cái nắp ra rồi lấy hai cái mắt. Đây phần nam, nam thì mọi người để ý mọi người nắp đúng chiều nhá, cái chữ thì mọi người hất lên. Đơn giản thôi, mọi người cho hai cái phần nỗ vào hai cái phần gờ đấy vào hai cái con ốc. Và cái phần tăng xích thì mọi người cho đúng vào cái phần nỗ nhá. Sau đó mọi người nắp hai cái nong đen này lên hai bên. Xích thì mọi người để ý là cái phần chiều xích đấy thì nó sẽ phần 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 nhọn ấy nó sẽ hướng về đằng trước. Ai không hiểu thì mọi người để ý kỹ cái phần mình đang nắp đúng chiều xích nhé. Khi mà phần nam nó hơi dài so với xích ý, thì mọi người lấy cái phần tua tua vít hai cạnh, mọi người điều chỉnh cái tăng giảm phần nam ấy. Đó mình ở giữa gần nô giữa ấy. Ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ lùi vào bên trong làm nó thụt lại thì xích nó sẽ trùng ra để mọi người dễ nắp hơn. Khi mọi người nếu mà nắp vào xong phần xích thì mọi người bắt đầu tăng xích. Tăng thì mọi người vặn theo chiều kim đồng hồ. Với công suất là 2,4 kW, đường kính nòng là 45 mm, dung tích xi nhan là 51,7 cm khối. Với trọng lượng của máy là 5 kg. Dung tích bình xăng là 50,5 lít. Tốc độ tối đa là 9.000 vòng trên 1 phút. Khi mà nắp xích xong thì mọi người nắp cái phần ốp nó vào. Nắp ốp vào thì cũng giống như phần nắp nam thôi. Thì mọi người căn chỉnh cho hai cái ren ốc nó vào hai cái phần nỗ và bên dưới thì mọi người nhớ để ý là nắp các cái khớp gờ vào đúng vị trí với nhau. Xong thì chúng ta lắp hai con ốc lại là xong ạ. Trước khi một người tăng giảm xích thì mọi người đừng siết cái ốc hai con ốc lý trước nhé. Mọi người kiểm tra xích đã cảm giác đã ok thì mọi người mới siết chặt lại. Còn không thì mọi người phải tháo nòng hai con ốc ra thì mọi người tăng giảm xích thì nó mới tăng được hoặc giảm được. Khi mà mình cảm giác xích nó vẫn chưa ổn thì mọi người nới nòng hai con ốc ra, xong mọi người tăng lên hoặc giảm xuống rồi mọi người siết lại ốc chặt. Đây là mình đã hoàn thành xong cái phần nắp ráp của máy. Với công nghệ Novit chống rung hiệu quả, hấp thụ rung động dành cho cánh tay và bàn tay của người dùng.